sang cây chân cắm cái thành nắm cắm cái thành này để đây rồi cảm ơn 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 mới nói là
chúng ta có một suất hát rất tuyệt vời giống như ngày hôm nay, thì tất cả những công sức của tất cả mọi người một chút. Yes. Rất là đặc biệt, cảm ơn rất là nhiều. Yes. Nhưng mà một phần lớn nữa mà quý vị mà có những cái chiếc áo, những cái mão cái này cái kia mấy chị mà đội cho đẹp hát bữa nay, thì yes, mời quý vị cùng với Philip Nam cho chàng pháo tay. Tôi nói như thế này không phải là tôi định vợ tôi, nhưng mà tại cái này tôi muốn phao cái complain là tại tôi rất mừng là cái suất hát này bữa nay là nó kết thúc, chứ nếu không bả kết thúc tới sáng bả mai tôi tôi phải mai chứ công thiếu hoài, nói hoài thiếu hoài, đi sổ hoài cũng đầy sổ hoài. Là nói tốt đẹp với chị là tối nay vậy chứ đừng có đòi nợ đó, hiểu không? Để mặt tới giờ cho người ta biết mình mới hé. Không, thì nào về hết mà lâu lâu được hát là tại vì lâu lâu hát là để tự nhiên là được giống như mấy ông ghép hồi xưa vậy, hát ra sáng để đi tin mà. Tôi không làm ghép luôn. Tới cuối tuần này mới rửa mặt nha. Đây còn thiếu một người anh nè, một người phải nói là không thể nào mà anh có được. Quay lại. quay lại.